Hôm nay Minh Đông Bích sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cặp lồng chè đất, chè cực già, phải gọi là siêu phẩm luôn, siêu kỹ, siêu nét, nét đến từng milimét luôn, và kết hợp với lại độ xương, xương thật nha mọi người, xương thật, chạm tay full luôn. Một bộ bên trái đây á, là mọi người đang nhìn thấy đó, là chạm chim mai, còn cái bộ bên tay phải là chạm rồng. Và hai cái bộ này á, nhìn chung về cái phần che thì nó là tương đối giống nhau, nhưng mà mỗi một cái cây á, nó có một cái nét đẹp riêng, là do bên mình độ hai cây theo hai kiểu khác nhau. Rồi bây giờ mình vô cây bên phải trước nha mọi người. Mọi người đang nhìn đây, bây giờ mình sẽ so từng chút một bên. Đây là cây bên phải nha, đây là cái rút cửa và cái mấy cái đầu đạn của cây phải nè, tất cả bằng che già, phải nói là hàng kỹ, cho nên là làm siêu nhỏ, siêu nhuyễn, siêu mịn, siêu nét, rất là đẹp. Còn đây là cái dàn móc đồng tam giác khắc đốt chút. Đây là cái bộ bánh tiêu. Mọi người nhìn đây trước màn hình đó là cái cửa sổ. Cửa sổ của cái lồng này là chạm rồng nha mọi người, phi long phun châu. Và cái bộ bợ cũng vậy. Đây, mình sẽ quay cái bộ bợ cho mọi người coi. Bợ cầu cống, tất cả chạm phi long phun châu cực kỳ nét, và chạm tay, cái độ tinh tế thì khỏi phải bàn. Và trong cái lồng này á, mọi người nhìn cái phần tan và phần chân, che rất là già, nổi gân đen chỉ luôn, cực nét. Và cái điểm đặc biệt nữa là mọi người thấy này, đây là cái mối dép nè. Cái mối này đang rất là thịnh hành, anh em mà chơi lồng có vẻ là rất là thích cái loại này. Rồi, còn đây là cái mặt sau. Đó, mặt nào cũng đẹp như mặt nào, phải nói là tuyệt phẩm. À, trong cái lồng này mình đang giới thiệu sẵn một cái bộ cống tàu, hàng cũ chính đường, vẽ tay, lông ẩn, men chàm, cực nét. Đó là cái cây che già, độ xương, chạm rồng. Còn đây là mọi người thấy trong hình là cây che già, độ xương, chạm chim mai nha mọi người. Mọi người đang nhìn thấy cái bánh tiêu và cái nắp chạm chim mai, chạm tay, chạm thủ công, rất là đẹp, rất là tinh tế. Và cây lồng này là hoàn toàn, cây này là cây mộc nha mọi người, chưa có mua dầu. Đây là cái bộ rút kéo, rút kéo cửa, rất là đẹp. Rồi các cái vanh thì đi nhuyễn, rất đẹp, che rất là già. Còn đây mọi người, trước mặt mọi người đang thấy đó là cái mặt chính của cây lồng chim mai chạm tay nè, gồm có cái phù cửa chạm rất là sắc nét 3D. Thì mình zoom vô mình sẽ thấy cái độ đẹp của cái phù cửa này, rất là nổi luôn, rất là đẹp luôn. Và cái cửa bằng xương cũng chạm tay cực kỳ đẳng cấp. Cây này nó khác cái cây bên kia là chưa vô dầu nha mọi người. Đó, còn đây là mọi người để ý bợ cầu cống, chạm chim mai 3D nổi, chạm full tay, lộng thủng, cực kỳ đẹp. Rồi, cửa sổ. Và như cây kia thì cái che của cái này phải nói là rất già, rất đỉnh. Còn cây cầu, có ai muốn coi cây cầu không? Cây cầu thì hai đầu cầu cũng là đầu cầu xương, lòng thủng chạm chim mai, nhìn nó vô cùng tinh tế luôn, rất là đã luôn, đẹp, phải nói là đẹp. Rồi, quay cái nước che cho mọi người coi của cái cây này nè. Cây này thì mình chưa đánh dầu nha, nếu mà đánh dầu vô nữa thì không biết nó như thế nào. Quá là VIP, quá là đẳng cấp. Rồi giới thiệu luôn cho mọi người cái bộ cống của cái lồng này là bộ cống chạm truyền nhân đời thứ 36 của Tôn Ngộ Không, Mỹ Hậu Dương, rất là đẹp, vẽ tay cực nét, hàng cũ chính đường Trung Quốc, tay cống bằng gỗ mun sâm lẫn xà cừ, cực kỳ độc đáo luôn, cũng hàng Trung Quốc luôn. Rồi, trước màn hình mọi người thấy đây là một cái cặp lồng chè đất vô cùng đẳng cấp, từ tre, từ xương chạm tay cho tới các cái vật liệu, các cái phụ kiện trên lồng. Thì anh em mà quan tâm đến cặp lồng đất Super VIP này có thể liên hệ với Minh Đóng Bích thông qua cái fanpage là lồng chim Minh Đóng Bích, hoặc là cái website minhdongbich.com, minhdongbich.com nha anh em.
Khi mà anh em nhìn ở phía dưới đáy á, thì mình cũng đã gắn sẵn hai cái vợ tay nắm cho mọi người luôn rồi. Nói chung đây là một cái lồng phải gọi là hoàn thiện rồi. Anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với lồng chim Minomix nha anh em.